Phật. Đấy, anh em đang đi khảo sát cái nghiệm thu này. Cái gì à? Cái này là phân đầu tiên này. Cái này. Sao lắm đi. Mấy cái liền? Sáu. Thế là đủ chưa? Có bia chưa? Bia rồi. Đây, chỗ ông bà nằm đây. Ok chưa nào? Đây, ông này. Ông hàng đây. Đây, chú bà. Đẹp đấy. Cây Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 10 giờ kém 6-7 phút. Các thứ chuẩn bị sẵn sàng chờ bà về. Cây rất là mạnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Ôi anh ra mấy khi anh hôm nay anh Thủy từ Đà Nẵng bay ra thì anh Kiệt chiều tới bến nhá. Vương Tâm chán lắm. Tâm chán lắm. Uống được một ly đâu rồi, lấy mũ ông đội. Dám chơi với cháu Tùng. Cháu Tùng không? Thành niên này thôi, không dám rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và xin mời các vị trong mình đại diện về nhà.